tháng 7 rồi. Và cũng là một ngày vô cùng đặc biệt Mark Media. Mình xin chúc tất cả các bạn toàn cầu có trong ngày hôm nay. Túi khí đang là cụm từ được nhắc đến nhiều nhất trong năm nay. Hơn 60 triệu xe hơi chỉ riêng tại Mỹ. Nhân tố liên quan đường do có sử dụng túi khí của Takata. Hãng xe lớn nhất thế giới là Toyota đã bất ngờ có động thái tương tự với lại thu thải. Cần biết rằng lỗi túi khí là thường bình thường, nhưng lần này Toyota đã cho biết của nhà sản xuất khác và Toyota chưa công bố cụ thể tên tuổi thương vong nào về lỗi trên. Trong thời gian trước đó, bao gồm mẫu xe Prius 2010 và mẫu